Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của ThinkPro và mình là Phương Anh đây. Ngày hôm nay trên bàn của mình ở đây đang là chiếc Asus ZenBook Q409ZA. Và đây là một sản phẩm mình đảm bảo với các bạn bá đạo trong phân khúc 21 đến 22 triệu. Và cụ thể sản phẩm này sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm như thế nào thì các bạn hãy nhớ theo dõi hết video ngày hôm nay với bọn mình nhé. Và hiện tại chiếc Asus ZenBook Q409ZA này đang được giảm giá tại cửa hàng ThinkPro. Và link chi tiết thì mình cũng sẽ để ở phía bên dưới video nhé. Và các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng đi thôi! Vừa mở chiếc hộp của Asus ZenBook Q409ZA ra ấy, thì điểm mà mình cảm thấy ấn tượng đầu tiên và thực sự là rất sâu đậm đó chính là một cái thiết kế bên ngoài thực sự khác biệt hoàn toàn so với thế hệ tiền nhiệm trước đó. Và các bạn có thể thấy được rằng là đối với Asus Q409ZA này thì nó mang đến cho chúng ta một cái màu sắc vô cùng độc đáo này. Bên cạnh đó, những cái thiết kế với những cái đường cắt của nó được làm rất là tinh tế và tỉ mỉ. Về phía mặt A của nó thì các bạn sẽ có thể nhìn thấy rằng là những cái đường CNC nó được làm cách điệu với nhau và tạo nên cho chúng ta một cái nhìn bên ngoài nó rất là phá cách và độc đáo. Nên là nếu mà xem về cái điểm thiết kế bên ngoài ấy, thì chắc chắn mình đánh giá chiếc Asus ZenBook Q409ZA này phải 9,5 trên 10 điểm đấy. Và bên cạnh đó chúng ta có một chất lượng build vô cùng chắc chắn dành cho chiếc Asus ZenBook Q409ZA này. Và bởi vì sao? Bởi vì nó đang đạt tiêu chuẩn quân đội Mỹ các bạn ạ. Nên là đảm bảo cho các bạn có thể đồng hành cho các bạn từ 4 đến 5 năm nữa vẫn rất là thoải mái luôn. Và bên cạnh một cái thiết kế bên ngoài vô cùng độc đáo và một màu sắc thì phải gọi là độc nhất trong phân khúc, các bạn sẽ có một cái cân nặng khá là vừa vặn, nhẹ nhàng để cho các bạn có thể di động, di chuyển khi mà sử dụng chiếc Asus ZenBook Q409ZA này. Và ok, về thiết kế bên ngoài thì chắc là mình sẽ chỉ nói đến như vậy thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn vào những cái trải nghiệm khác. Điểm mà mình cảm thấy ấn tượng thứ hai đó chính là về màn hình của sản phẩm này. Bởi vì sao? Bởi vì ngoài cái việc nhá, các bạn có một cái thiết kế quá đẹp rồi, các bạn sẽ có thêm một cái màn hình với viền màn hình rất rất là mỏng, tối ưu diện tích hiển thị. Bên cạnh đó các bạn sẽ có một màn hình 2.8K OLED. Một trong những cái đặc điểm mà sẽ mang đến cho các bạn một cái trải nghiệm về cả giải trí này, về cả màu sắc, nó sẽ rất là tuyệt vời. Và ngoài ra thì các bạn sẽ có 100% sRGB nữa đương nhiên rồi. Và đặc biệt là màn hình chuẩn Pantone. Nên là khi mà các bạn trải nghiệm thì các bạn sẽ có một cái độ chính xác về màu sắc cực kỳ cao. Và nếu như bạn nào có phân vân về hiện tượng sai màu hay là liên quan đến việc màn hình OLED có sử dụng tối ưu cho cái việc mà làm đồ họa hay không ấy, thì các bạn cũng hãy yên tâm, bởi vì đối với Asus Q409ZA này sẽ có thể làm cho các bạn cảm thấy thỏa mãn về trải nghiệm làm việc hay là giải trí. Mặc dù nó sẽ có một cái điểm trừ, đó chính là nó được trang bị màn hình gương, nên là khi mà các bạn sử dụng dưới những cường độ ánh sáng cao ấy thì nó sẽ hơi bị khó chịu và hơi bị bóng lên một xíu, nên là các bạn cũng hãy lưu ý vấn đề này giúp mình. Nhưng mà đổi lại thì độ sáng của nó cũng rất là ổn, nên là các bạn cũng không cần phải lo lắng về cái vấn đề đó đâu nhá. Ok, và khi mà chúng ta vừa trải qua về màn hình rồi thì khi mà chúng ta gập mở màn hình chắc chắn rồi, cái điểm mà chúng ta cần quan tâm nó chính là về bản lề đúng không? Thì đối với sản phẩm này chúng ta được trang bị một cái màn hình có thể gập mở 180, rất là tiện lợi cho các bạn khi mà các bạn sử dụng để làm việc nhóm chẳng hạn. Đó, hay là họp hành kiểu vậy, cần phải share với rất nhiều người khác nhau. Thì với màn hình của Asus ZenBook hay là đối với thiết kế của Asus ZenBook Q409 này sẽ có thể đáp ứng được điều đó rất là dễ dàng và tiện lợi. Tuy nhiên thì khi mà các bạn có một cái màn hình gập mở 180 kèm theo đó là một cái bản lề EgoLip nữa thì các bạn sẽ cần phải đánh đổi một xíu về vấn đề bản lề của nó sẽ không được quá chắc chắn. Nó sẽ dừng lại ở mức độ rất là vừa phải và vừa vặn thôi. Khi mà các bạn có những cái thao tác gập mở như thế này, các bạn sẽ hơi thấy một cái hiện tượng là rung lắc một chút ở thời gian ban đầu. Đó, nên là khi mà các bạn mua sản phẩm này thì các bạn cũng không cần phải lo lắng và hãy nhớ lưu ý vấn đề này giúp mình nhé. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với trải nghiệm bàn phím. Thì đối với bàn phím của Asus ZenBook Q408UG, các bạn có một cái trải nghiệm khoảng 9 trên 10 điểm.
Thì khi mà các bạn trải nghiệm sang Asus ZenBook Q409ZA này thì đảm bảo với các bạn luôn là trải nghiệm của nó khác biệt hoàn toàn luôn. Hành trình phím rất sâu, layout phím cũng được bố trí quá là hợp lý. Và đặc biệt nhá, khi mà bạn nào mà dùng ThinkPad rồi ấy, các bạn sẽ trải nghiệm phím của ZenBook Q409ZA này thì các bạn sẽ cảm nhận thấy rằng là nó sâu không khác gì so với ThinkPad luôn. Đó, nên là trải nghiệm về gõ phím của mình cảm thấy rất là ấn tượng. Và đặc biệt là chữ trên phím cũng được viết rất là rõ ràng và rất là nổi. Nên là khi mà mình nhìn vào sản phẩm này thì mình cũng cảm thấy rằng là rất dễ dàng cho mình có thể thao tác. Và dù mình có dùng trong một khoảng thời gian dài đi chăng nữa thì nó cũng không gây ra hiện tượng mỏi tay hay là khó chịu đâu. Cũng là một phần nhờ cái bản lề Ogolip luôn đấy các bạn. Đó, nên là các bạn cũng thoải mái về vấn đề bàn phím nhá. Ok, và nhắc đến bàn phím thì chúng ta không thể nào bỏ qua với touchpad của sản phẩm này đúng không? Đối với touchpad của sản phẩm này thì nó vừa rộng rồi, nhưng mà cái điểm mà mình cảm thấy ấn tượng hơn ấy là nó hỗ trợ 5 pad. Và anh em khi xem video này thì anh em hãy trả lời giúp tôi là để một chiếc laptop của Asus hỗ trợ 5 pad thì các bạn sẽ cần phải bỏ ra bao nhiêu tiền? 23, 24 hay là 25 triệu? Trong khi đối với chiếc Asus ZenBook này các bạn chỉ cần phải bỏ ra 22 triệu các bạn đã có một touchpad được làm rất là rộng. ClickPad hoạt động rất là hiệu quả luôn, và bên cạnh đó nhá, nó cực kỳ nhạy và nếu như tay mình có ra mồ hôi thì nó cũng không hề có hiện tượng khó chịu. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, bởi vì là nó còn hỗ trợ 5 pad trên sản phẩm này nữa. Và cái đặc điểm này sẽ rất là phù hợp đối với những bạn nào cần phải nhập liệu nhiều hay là sử dụng đến số nhiều. Thì đây là một cái giải pháp để khắc phục cho cái việc là chúng ta không có bàn phím số ở bên cạnh. Đó, nên là mình đánh giá rất cao về đối với bộ đôi bàn phím cũng như là touchpad của chiếc ZenBook Q409ZA này. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ lại đi vào một cái điểm cực kỳ hiếm để tìm thấy trên những chiếc laptop 21 đến 22 triệu, đó chính là về hiệu năng của sản phẩm này. Thì đối với Asus ZenBook Q409ZA này thì hỗ trợ cho chúng ta một bộ vi xử lý Intel Core 5 Gen 12. Đây là dòng chip thế hệ mới nên là hiệu năng của nó cũng rất là mạnh mẽ. Và cụ thể mạnh mẽ như thế nào thì đương nhiên mình sẽ sâu sông thố ở đây cho các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng nhất. Và khi mà các bạn nhìn thấy bảng Cbench R20 này thì các bạn có cảm nhận được rằng là nó gấp khoảng 1,5 lần so với bộ vi xử lý Intel Core i7 Gen 11, dòng chip hiệu năng cao. Trời ơi, một cái sự khủng khiếp được gói gọn trên một chiếc laptop Ultrabook. Và đối với cá nhân mình thì mình sử dụng để làm những tác vụ văn phòng thì đương nhiên rồi. Bây giờ i5 Gen 10 còn có thể đáp ứng được đúng không? Huống chi là i5 Gen 12 rất là mượt mà, Word, Excel, PowerPoint các bạn có thể làm thoải mái luôn. Và bên cạnh đó, đối với đối tượng của sản phẩm này thường sẽ là những bạn nào sử dụng những cái tác vụ liên quan đến đồ họa 2D hay là đồ họa 3D với những project vừa vặn thì nó sẽ có thể đáp ứng được điều đó dành cho bạn. Ví dụ như nhá, các bạn có sử dụng những phần mềm Photoshop, Lightroom hay là các bạn có render video chẳng hạn đó. Và cụ thể cái sự khác biệt về thời gian render nó sẽ như thế nào thì mình sẽ show ở đây cho bạn có thể nhìn thấy rõ ràng nhất giữa một cái bộ vi xử lý i5 Gen 12 thế hệ mới và i5 Gen 11 dòng chip cũ đó, để các bạn có thể nhìn thấy. Ok, và đối với sản phẩm này thì ngoài việc chúng ta có thể làm việc này thì chắc chắn rồi các bạn sẽ sử dụng để giải trí đúng không? Và nếu như chúng ta xem YouTube hay chúng ta xem Netflix, kiểu những cái tác vụ rất là vừa vặn như thế thôi thì nó có thể đáp ứng rất là tốt rồi. Còn nếu như các bạn chơi game trên sản phẩm này thì sao? Đương nhiên thì các bạn có thể chơi game rồi, những tác vụ game rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà mình nghĩ rằng đối với một sản phẩm mà chuyên để làm những tác vụ liên quan đến đồ họa hay là chuyên để làm việc thì thực sự nó không quá là tối ưu cho cái việc các bạn chơi game đâu. Nên là các bạn chơi game thỉnh thoảng thì được nhá, nhưng mà chuyên nghiệp thì không nên mua sản phẩm này đâu. Nên là các bạn hãy nhớ lưu ý vấn đề này giúp mình nhá. Và đương nhiên rồi, chúng ta sẽ rất là thắc mắc bởi vì là một bộ vi xử lý quá mạnh mẽ như vậy gói gọn trên một chiếc laptop mỏng nhẹ như thế này thì hiện tượng nóng lên của nó sẽ như thế nào đúng không? Thì chúng ta sẽ chỉ nóng lên ở phần trung tâm máy thôi. Còn đối với phần kê tay của nó thì lại cực kỳ mát, nên là các bạn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Và quạt tản nhiệt của nó thì cũng không gọi là quá to nhưng mà cũng không gọi là quá nhỏ. Nó ở mức độ rất là vừa vừa thôi. Nói chung là cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến môi trường xung quanh đâu, không ảnh hưởng đến những người khác, nên là các bạn cũng không cần phải lo lắng vấn đề đó. Ok, và về hệ thống cổng kết nối thì chúng ta cũng được trang bị một cái hệ thống cổng kết nối cũng rất là đầy đủ, nên là các bạn cũng không cần phải lo lắng về vấn đề
hệ thống cổng kết nối đâu nhá. Và ok, cuối cùng sản phẩm này được trang bị sẵn 8GB RAM và 256GB SSD. Chắc chắn là các bạn sẽ thắc mắc là khả năng nâng cấp như thế nào đúng không? Thì sản phẩm này sẽ chỉ được trang bị sẵn 8GB RAM thôi và không có khả năng nâng cấp. Nên là các bạn cần xác định rõ nhu cầu của bản thân. Đối với nhu cầu của bản thân có thực sự cần thiết đến 16GB RAM hay không, hay là chỉ cần 8GB RAM là đủ để đáp ứng rồi. Thì khi mà các bạn xác định rõ được cái nhu cầu đó thì các bạn sẽ biết được rằng là chiếc laptop này 8GB RAM này có đủ để đáp ứng nhu cầu của bản thân các bạn hay không nhá. Và quên mất chưa nói với các bạn một cái điểm này cũng rất là hay trên sản phẩm này, đó chính là về thời lượng pin. Các bạn sẽ được trang bị sẵn viên pin 72Wh trên một chiếc laptop chuẩn Intel Evo. Thì chắc chắn rồi, thời lượng pin của nó sẽ được tối ưu rất tốt và các bạn sẽ có thể làm việc một ngày thoải mái và không cần phải lo lắng về vấn đề sạc. Đây thực sự rất là hiếm để có thể tìm kiếm trên những chiếc laptop Ultrabook ở phân khúc này đấy. Nên là các bạn cũng hãy nhớ vấn đề này giúp mình nhé. Ok, tổng kết lại thì đối với chiếc Asus ZenBook Q409ZA này thì mình cảm thấy không thích điều gì. Thì thực sự là đối với sản phẩm này thì mình cảm thấy quá là tuyệt vời trong phân khúc rồi. Một thiết kế quá đẹp, quá sexy, nói không với hiện thực flex. Bên cạnh đó thì màn hình 14:2.8K OLED 100% sRGB. Hiệu năng thì là i5 Gen 12. Trời ơi các bạn, quá là khủng khiếp. Và để mà nói về mình không thích thì chắc là mình chỉ không ưng ý lắm một cái điểm là bản lề của nó ấy. Nó hơi chưa được quá cứng cáp thôi. Còn lại thì mình đều cảm thấy quá tuyệt vời rồi. Và không biết là các bạn nghĩ sao về sản phẩm Asus ZenBook Q409ZA này, và các bạn có chia sẻ gì về sản phẩm này hay không, thì các bạn cũng hãy nhớ bình luận ở phía bên dưới video nhé. Và nếu các bạn thấy hay thì đương nhiên rồi, đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của ThinkPro cũng như là like fanpage của ThinkPro nhé. Đừng quên là Asus ZenBook Q409ZA này đang được giảm giá 2 triệu. Và các bạn hãy nhớ click vào link ở phía bên dưới nhé. Bye bye.